Tôi đã từng nghĩ, sau này nếu được chọn một người để yêu thương, để đồng hành, thì tôi sẽ chọn một cô gái từng đi qua tổn thương, từng đổ vỡ. Có thể là một người mẹ đơn thân, từng trải qua một đời chồng, và cô ấy cũng từng bị cuộc đời này ngược đãi, giống như tôi. Bởi ở cái tuổi như tôi hiện tại, sau khi đi qua ngần ấy những tổn thương, cũng tự nhận lại cho mình ít nhiều hương vị của yêu thương, để biết trân trọng từng khoảnh khắc ngang qua đời mình ở hiện tại. Và tôi nghĩ cô ấy cũng giống như mình, bởi từng đi qua đổ vỡ, nên cô ấy sẽ biết được nỗi đau ngày chia xa ra sao. Cô ấy hiểu rõ trên đời này mọi thứ không có gì là mãi mãi. Và đương nhiên cô gái ấy cũng sẽ học được cách bước qua những nỗi đau. Và hơn hết, vì từng đi qua tổn thương nên biết trân trọng hạnh phúc đang có. Có lẽ tình yêu hiện tại chẳng còn cuồng nhiệt như thời điểm 18-20, để yêu người mà quên đi mất bản thân mình là ai. Nhưng với những gì đi qua, lúc này tình cảm đến với nhau bằng sự dung dị chân thành nhất, yêu bằng sự tin tưởng, không xâm phạm quá nhiều đời tư của nhau, nhưng cả hai vẫn biết làm cách nào để đối phương an lòng. Nếu có một ngày nào đó khi tỉnh giấc, chợt thấy mình yêu một cô gái đã từng đi qua tổn thương, tôi sẽ chạy đến bên cạnh và nói với cô ấy rằng: năm tháng qua vất vả cho em rồi, hiện tại có anh ở đây rồi, đừng cố gắng mạnh mẽ nữa. Thương vì người lỡ mối hôn xưa, ai qua cầu rồi rút ván đến.